Mến chào các bạn nha. Hôm nay thì mình gặp một cái chiếc máy cày này, hàng lạ, hàng mới, rồi mình quay mình chia sẻ cho bạn cùng xem nè. Đó, trước màn ảnh đây là cái con Isagi. Isagi này đầu máy cày nhưng mà chạy bằng bánh xích nè các bạn. Isagi TAC56 nè. Có cái chữ nè. Ủa? 56 hay là 55 gì đó ta? Con này cũng hạ mới. Cái con này bao nhiêu tiền vậy anh? 200 mấy. 200 mấy này mình mua ở đâu mà có máy này êm dữ anh? Mua ở đâu, Sài Gòn nhá. Dạ, mua ở Sài Gòn, mua đồ nghĩa địa anh hả? Mua trên Sài Gòn. Ở đây là hình như không có luôn anh. Cái con này là con này là mới thấy luôn nè. Chỉ là cỡ 200 mấy nữa anh. Mang cái dàn sới, cái này cũng dàn sới cũng dài thòn luôn. Cái dàn sới này tầm khoảng cỡ mà có 2m2 à, 2m2, 2m4 gì nè, khá là dài. Cái này rất là đặc biệt. Hàng này là hàng đặc biệt. Chạy bằng mà xích này là xích kiểu mà xe cùa mà chạy ba mà có lúa bánh xích đó các bạn. Shibogadeo hả? Vàng Shibogadeo. Cái hộp sọ nè, hộp sọ lớn nè. Rồi. Đây là cái bình dầu nó. Bình dầu để bên hông ta. Cái lỗ này phía bên trong thì có máy lạnh luôn các bạn. Ồ, ở trong này anh đang phát máy lạnh luôn nè. Sướng lắm mà nhà, vô trong này là nè, chỗ này có máy lạnh nè. Vô trong này mát lượng đó, nó thổi ra mát lạnh luôn á. Đã giống như ở trên mà ô tô 7 chỗ vậy á. Sướng lắm. Chữ này chữ gì đó mà sới gầu rồi chạy tắt rất là nhiễm. Cái dàn sới này chạy đất cũng khá là đẹp đó. Mới sới tắt nhất đó mà như thế này nè, bự rất là những mấp luôn á thôi. Vô trong đó giống như mà đi bãi chỗ vậy đó. Lên gì tối đây. Chế ở phía sau. Chế ở phía sau này là cái dàn ben như thế này nè, cũng thì cũng giống như là cái kiểu mà sới mà bánh xích của mấy những người bình thường đó các bạn. Những mà công ty mà chế xe mà của trong Việt Nam mình á. Kiểu nó vậy đó. Về mà cái chân của nó, cái chân này thì làm kiểu giống như mà xe cuốc đó, cái dàn chân như gian dàn chân xe cuốc. Này lên dốc rồi.
dốc rồi sao. Wow. Khó lên dữ ta. Bị dốc quá cao rồi. Thôi cúng rồi. Không xong rồi đại dương ơi. Tìm đường khác tiếp tục. Cái dây dần chân thì gan như mà dần chân của xe cuốc, mà về cái chạy nhanh hơn xe cuốc, tốc độ là chạy là bằng dưới tốc độ của máy cày á. Tới chỗ lên nữa nè, cái dốc này thì dễ lên rồi. Chú chỗ này hả? Ở chỗ này đi được nè, chỗ này lại nè. Mà xe chế thì gặp rất nhiều rồi. Còn cái này thì hàng này là hàng nước ngoài.
hỗ trợ ta. Bên này là cục bo nè, bên bển cục nhuyễn kìa. Giờ tới bên kia là cục nhuyễn thôi, bên này giờ sớm mình xích. Cái chiếc 4.4 này chạy nhanh hơn cái chiếc bánh xích này các bạn. Xích này chạy chậm hơn nhiều lắm. Nhưng mà chiếc bánh xích này thì mang cái dàn xới nó to hơn nha. Mang dàn xới to hơn chiếc là 4.4.